Chào các em. Đã lâu quá thầy trò chúng ta không gặp nhau nhỉ? Do dịch cúm Corona mà thầy trò chúng ta tạm dừng. Nhưng hôm nay chúng ta cùng nhau gặp lại ở tiết số 20. Các em mở sách giùm cô, trang số 41. Tiết 20, chúng ta sẽ ôn tập bài hát Khát vọng mùa xuân. Nhạc lý nhịp 68. Tập lực nhạc số 5. Làm tôi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào phần đầu tiên, đó là ôn tập bài hát Khát vọng mùa xuân. Cách hát bài này như thế nào các em? À, hát nhịp nhàng, vui vẻ. Nội dung bài nói gì nè? Ồ, nội dung bài diễn tả cảm xúc lạc quan, yêu đời, ước mơ dạt dào của tuổi trẻ trước mùa xuân và cuộc sống. Thế tác giả của bài hát là ai nào? Tác giả bài hát là nhạc của Moza, phỏng dịch lời Việt là của Tô Hải. Bây giờ chúng ta cùng nhau ôn lại bài hát này nhé. Đầu tiên cô sẽ đàn giai điệu một lần, sau đó cô hát hai lời bài hát, và lần thứ ba là chúng ta sẽ hát lời trên nền đệm nhạc của cô nhé. Chúng ta bắt đầu. Thank you.
luật. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu qua phần thứ hai, đó phần nhạc lý, nhịp 6-8. Các em thấy số mấy ở bên trên nào? Số 6 đúng không các em? À, như vậy nhịp 6-8 là nhịp có 6 phát trong một ô nhịp. Rồi, các em thấy số mấy phía dưới các em? Số 8 đúng không nào? À, các em nhớ cho cô, số 8 ở dưới là mỗi phát bằng một nốt móc đơn. Và các em lưu ý ở nhịp 6-8 có hai trọng âm. Trọng âm thứ nhất sẽ nhấn vào phát 1 và trọng âm thứ hai sẽ nhấn vào phát 4. Như vậy, cô nhắc lại, định nghĩa nhịp 6-8 gồm có 6 phát trong một ô nhịp, mỗi phát bằng một nốt móc đơn. Mỗi nhịp có hai trọng âm thứ nhất nhấn vào phát 1 và trọng âm thứ hai nhấn vào phát 4. Ví dụ, ở ô nhịp đầu tiên các em thấy có 6 nốt móc đơn. Đó, như vậy là 6 phát, mỗi phát bằng một móc đơn. Sang ô nhịp kế tiếp, các em thấy xuất hiện hình nốt đen. Hình nốt đen bây giờ sẽ là 2 phát. Kế bên là móc đơn là 1 phát, 2 cộng 1 là 3. Hình nốt kế tiếp là đen chấm dôi bằng 3 phát. Như vậy 3 cộng 3 bằng 6 phát. Chúng ta áp dụng vào bài hát Khát vọng mùa xuân mà chúng ta đã học, mà cô vừa ôn lại cho các em đó. Thì các em thấy ô nhịp đầu tiên nó có 1 phát thôi, ô nhịp này thiếu, thì người ta gọi đây là nhịp lấy đà. Sang ô nhịp thứ hai, mùa xuân ơi đến. Ở đây các em thấy chữ mùa, hình nốt đen 2 phát. Chữ xuân, móc đơn 1 phát, 2 cộng 1 là 3. Chữ ơi, hình nốt đen lại 2 phát nữa, 3 cộng 2 là 5. Và chữ đến, 1 phát nữa, 5 cộng 1 là 6. Tương tự những ô nhịp còn lại các em thấy đều là 6 phát hết. Những bản hát, bản nhạc viết ở nhịp 6-8 thường có tính chất nhịp nhàng, uyển chuyển, giai điệu duyên dáng và trữ tình nhé các em. Bây giờ chúng ta đi qua phần số 3, bài tập đọc nhạc số 5, làm tôi. Chúng ta đi tìm hiểu về nhạc sĩ Văn Cao. Cô giới thiệu sơ nét về nhạc sĩ Văn Cao nhé. Ông sinh năm 1923 và mất năm 1995. Quê ở Hải Phòng, ông có nhiều bài hát sáng tác như Tín Quân Ca, Suối Mơ, Thiên Thai, Trường Ca Sông Lô, Ca Ngợi Hồ Chủ Tịch, vân vân. Và bài Tín Quân Ca hiện đang dùng làm quốc ca của nước Việt Nam. Cách hát của bài, chúng ta hát vừa phải và khoan thai. Bài được viết ở nhịp 6-8. Về trường độ, ở trong bài sử dụng những hình nốt nào? Đầu tiên, ngay chữ lan các em thấy hình nốt đen à? Ngay chữ tôi ta thấy hình nốt móc đơn, rồi hình nốt đen chấm dôi và có dấu lặng đơn. Về cao độ, bài sử dụng những nốt nào các em? Các em kể tên từ thấp đến cao nha. Đầu tiên là đồ, rê, mi, pha, son, la. Ở đây các em lưu ý cho cô nghe chữ rung có hai nốt son, nốt son đen chấm dôi và nốt son đen. Hai cái nốt này có một cái đường cong nối qua, thì ở đây đường cong này ta gọi đây là dấu nối. Mà hai nốt này có cao độ như thế nào các em? Giống nhau đúng không nào? À, như vậy cái đường cong mà nối đây ta gọi đây là dấu nối. Mà khi nối hai cao độ, hai cao độ mà giống nhau như vậy ta gọi đây là gì?
À, dấu nối nha các em. Tương tự giống như chữ sông nha các em. Đó cũng là dấu nối nha. Rồi, bài này được chia làm mấy câu nào? Đoạn nhạc này được chia làm mấy câu? À, được chia làm hai câu nha các em. Câu 1. Bốn ô nhịp. Từ làng tôi xanh bóng tre cho tới nhà thờ rung. Câu 2. Tiếp theo và phần còn lại nhé. Bây giờ chúng ta sẽ luyện tiết tấu nha các em. Ở câu số 1, các em nghe cô làm mẫu. Bắt đầu. Đen, đơn đen, đơn đen, đơn 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 đen, đơn 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 đen. Các em nghe cô làm lại và các em nhận theo nhé. Đen, đơn đen, đơn đen, đơn 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 đen, đơn 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 đen. Nào các lớp, các em cùng làm với cô nè. Chuẩn bị. Câu số 1 nha. 2, 3. Đen, đơn đen, đơn đen, đơn 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 đen, đơn 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 đen. Lần nữa đi các em. Câu số 1 nha. Chuẩn bị. 2, 3. Đen, đơn đen, đơn đen, đơn 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 đen, đơn 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 đen. Ta xuống câu số 2. Câu số 2 hơi khác chút xíu nha các em. Rồi các em coi cô làm mẫu, nghe cô làm mẫu nha. Bắt đầu. Đen, đơn đen, đơn đen, đơn đen, đơn 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 đen. Cô làm lại lần nữa nè. Đen, đơn đen, đơn đen, đơn đen, đơn 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 đen. Nào các em làm nha. Làm theo cô. Chuẩn bị. 2, 3. Đen, đơn đen, đơn đen, đơn đen, đơn 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 đen. Lần nữa nhé các em. Chuẩn bị. 2, 3. Đen, đơn đen, đơn đen, đơn đen, đơn 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 đen. Giờ chúng ta qua đọc tên nốt nhé các em. Bây giờ chúng ta đọc tên nốt câu đầu tiên nhé các em. Các em đọc tên nốt theo cô nè. Đồ, mi, son, la, son, son, đố, si, la, son, la, son, fa, mi, son. Chúng ta đọc lại tên nốt lần nữa nè. 2, 3. Đồ, mi, son, la, son, son, đố, si, la, son, fa, mi, son. Bây giờ chúng ta cùng kết hợp tên nốt với tiết tấu nha. Câu số 1, bắt đầu. Đồ, mi, son, la, son, son, đố, si, la, son, la, son, fa, mi, son. Lần nữa nha các em. 2, 3. Đồ, mi, son, la, son, son, đố, si, la, son, fa, mi, son. Sang câu số 2, các em đọc tên nốt nào. Đồ, rê, mi, son, đố, rê, mi, rê, đố, rê, đố, son, mi, son, đố. Ta đọc lại tên nốt lần thứ hai. Câu số 2. Đồ, rê, mi, son, đố, rê, mi, rê, đố, rê, đố, son,
mi, son, đố. Chúng ta đọc tên nốt kết hợp với tiết tấu. Bắt đầu. 2, 3. Đồ, rê, mi, son, đố, rê, mi, rê, đố, son, mi, son, đố. Lần nữa nha các em. Câu số 2. Bắt đầu. 2, 3. Đồ, rê, mi, son, đố, rê, mi, rê, đố, son, mi, son, đố. Rồi chúng ta đọc toàn bài tên nốt kết hợp với tiết tấu. Bắt đầu. 2, 3. Đồ, mi, son, la, son, son, đố, si, la, son, fa, mi, son. Đồ, rê, mi, son, đố, rê, mi, rê, đố, son, mi, son, đố. Lần nữa nha các em. 2, 3. Đồ, mi, son, la, son, son, đố, si, la, son, fa, mi, son. Đồ, rê, mi, son, đố, rê, mi, rê, đố, son, mi, son, đố. Giờ chúng ta đọc giọng đô trưởng nhé. Các em nghe cô đọc mẫu chưa? Đô, rê, mi, fa, son, la, si, đô. Các em đọc theo. 2, 3. Đô, rê, mi, fa, son, la, si, đô. Cô đọc xuống nghe mẫu trước các em. Đô, si, la, son, fa, mi, rê, đô. Các em đọc lại. 2, 3. Đô, si, la, son, fa, mi, rê, đô. Các em nghe mẫu. Đô, mi, son, đô. 2, 3. Đô, mi, son, đô. Các em nghe mẫu. Đô, son, mi, đô. 2, 3. Đô, son, mi, đô. Bây giờ chúng ta kết hợp tên nốt, tiết tấu và cao độ. Câu số 1 nhé các em nghe giai điệu trước. Cả lớp chúng ta cùng đọc. Đô, hai, ba. Đô, mi, son, la, son, son, đô, si, la, son, la, son, fa, mi, son. Và lớp đọc lại lần nữa. 2, 3. Đô, mi, son, la, son, son, đô, si, la, son, la, son, fa, mi, son. Lần nữa đi các em. 2, 3. Đô, mi, son, la, son, son, đô, si, la, son, la, son, fa, mi, son. Sang câu số 2, các em nghe giai điệu. Bắt đầu. Rồi, các em cùng đọc. Đô, rê, mi, hai, ba. Son, đô, rê, mi, rê, đô, son, mi, son, đô. Cả lớp đọc lại lần nữa nè. Đô, hai, ba. Đô, rê, mi, son, đô, rê, mi, rê, đô, son, mi, son, đô. Đọc toàn bài nhé các em. Đô, mi, son. Các em chuẩn bị. 2, 3. Đô, mi, son, la, son, son, đô, si, la, son, la, son, fa, mi, son.
năm sáu đô rê mi son đô rê mi rê đô rê đô son mi son đô. Lần nữa nha các em, đô mi son hai ba đô mi son la son son đô si la son la son fa mi son do re mi son do re mi re do son mi son do. Bây giờ chúng ta sẽ hát lời bài hát nhé các em. Hát lời bài đọc nhạc số 5. Lòng tôi sân. Các em chuẩn bị. 2, 3. Lòng tôi sân bóng tre, từng tiếng chuông ban chiều, tiếng chuông nhà thờ đúng. 2, 3, 4, 5, 6. Đời đang vui, đồng quê yêu dấu, bóng con với con thuyền một dòng sông. 2, 3, 4, 5, 6. Rồi chúng ta hát lời lại lần nữa nha. Chúng ta đọc nốt đi, rồi sau đó chúng ta kết hợp hát lời. Đô mi son, các em chuẩn bị. 2, 3. Đô mi son la son son đô si la son la son fa mi son do re mi son do re do son mi son do. Hát lời. Lòng tôi sân bóng tre, từng tiếng chuông ban chiều, tiếng chuông nhà thờ đúng. 2, 3, 4, 5, 6. Đang vui đồng quê yêu dấu, bóng con với con thuyền một dòng sông. Bài học của chúng ta tới đây là hết. Sau đây cô sẽ ôn lại cho các em bài hát Khát vọng mùa xuân. Em hát luôn liên tục cả hai lời nhé. Bắt đầu. Chuẩn bị.
Đầu tiên các em sẽ đọc tên nốt. Và thứ hai chúng ta sẽ hát lời. Nào, chúng ta chuẩn bị nha. Đô mi son hai ba. Đô mi son la son, son do si la son, la son fa mi son. Đô re mi son do re mi, re do son mi son do. Lặng ngồi sân bóng tre, từng tiếng chuông ban chiều, tiếng chuông nhà thờ rung. Đời đang vui đồng quê yêu dấu, bóng cô với con thuyền một dòng sông. À, vừa nhắc lại nhịp 6-8 là nhịp có 6 phát cho mỗi nhịp. Mỗi phát bằng một nốt móc đơn, trọng âm sẽ rơi vào phát 1 và phát 4. Thân ái chào tạm biệt các em, hẹn gặp lại các em vào tuần sau nhé. Xin chào.